11 ngôi sao đổi đời sau World Cup 2022. Cody Gakpo, Gonçalo Ramos hay Josko Zivadion là những ngôi sao hứa hẹn tăng giá mạnh sau World Cup 2022. Họ đang được nhiều đội bóng lớn quan tâm. Cùng bóng đá 24 giờ, điểm mặt qua 11 cái tên nhé. 1. Cody Gakpo, 23 tuổi, PSV và Hà Lan. 2. Gonçalo Ramos, 21 tuổi, Benfica và Bồ Đào Nha. 3. Josko Zivadion, 20 tuổi, RB Leipzig và Croatia. 4. Sofyan Amrabat, 26 tuổi, Fiorentina và Maroc. 5. Enzo Fernandez, 21 tuổi, Benfica và Argentina. 6. Mohamed Kudus, 22 tuổi, Ajax và Ghana. 7. Josopha Moukoko, 18 tuổi, Borussia Dortmund và Đức. 8. Azedine Unahi, 22 tuổi, Angers và Maroc. 9. Dominic Livakovic, 27 tuổi, Dinamo Zagreb và Croatia. 10. Harry Souta, 24 tuổi, Stoke và Úc. 11. Radan Kolomouani, 24 tuổi, Eintracht Frankfurt và Pháp. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.